khu công nghiệp tập trung Tiên Sơn được thành lập vào tháng 12 năm 2000, diện tích 600 ha, ưu tiên các ngành nghề phát triển cơ khí, công nghệ cao. Khu công nghiệp Tiên Sơn được xây dựng ở vị trí thuận lợi giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 1B, cách thủ đô Hà Nội 18 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 35 km, cách cảng biển Cái Lân, Quảng Ninh 120 km, cách cảng Hải Phòng 90 km. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, tỉnh đã tiến hành xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như trạm điện 110/60 MVA, trạm cấp nước sạch có công suất 6.500 m3 một ngày đêm, trung tâm điều hành, đường trung tâm, đường phân khu chức năng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, các dịch vụ bưu chính, tài chính, ngân hàng, hải quan, bảo vệ, trung tâm tiếp vận container. Hiện tại, 37 dự án nước ngoài, 69 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư 196,25 triệu đô la Mỹ và 1.159 tỷ đồng, thu hút hàng vạn lao động. Trong đó có dự án lớn như Canon, Sumitomo.